hành trang đến với cái chết, hiểu cuộc sống bạn muốn hướng tới. Rất ít khi chúng ta đối thoại về cái chết. Nếu có, cái chết cũng sẽ tầm thường nằm trong hai trạng thái đối lập nhau. Một là rất đội tiêu cực và đau đớn, không ai muốn mình chết đi. Hai là lãng mạn hóa về cái chết, giống như một cột mốc để mỗi người YOLO sống trọn vẹn hơn. Dù theo cách tiếp cận nào, mình nghĩ đều đang phần nào đơn giản hóa về cái chết. Bài viết này vì vậy là một cố gắng để hiểu về cái chết trả lời những câu hỏi như Có thể hiểu và nhìn nhận về cái chết ra sao? Liệu có tồn tại cái chết tốt, một cái chết mà ở đó bạn thấy hài lòng và chấp nhận ra đi không hồi tiếc? Và khi nghĩ về cái chết, mỗi người có thể nghĩ về cuộc sống tương ứng như thế nào? Chủ đề này rất rộng lớn với nhiều tư tưởng khác nhau. Trong giới hạn bài viết, mình chỉ có thể tập trung vào một vài khía cạnh nhất định. Hy vọng các bạn đọc bài với tinh thần cởi mở nhé! 1. Tìm hiểu về cái chết Từ cổ Tri kim tôn giáo, triết học hay những văn hóa, tín ngưỡng của người Việt cổ đều cố gắng chỉ cho chúng ta cách nhìn nhận đúng về cái chết và những điều mà cái chết có thể dạy cho mỗi người. Triết học về cái chết Tư tưởng xem cái chết là một điều hiển nhiên, không có gì để sợ hãi, đã được nhiều triết gia đồng tình, có thể kể đến như là Socrates, người được xem là cha đẻ của nền triết học phương Tây, Zeno, Marcus Aurelius, các triết gia khắc kỷ nổi tiếng và cả Epicurus người khai sinh ra chủ nghĩa khoái lạc, đi xa hơn, triết gia người phục hưng Montaigne, thậm chí còn cho rằng hành động chấp nhận cái chết còn thể hiện sự thông thái về mặt triết học. Bài luận nổi tiếng của ông, Nghiên cứu triết học về cái chết, To study philosophy is learn how to die, cho rằng mọi thứ xảy ra đều là điều cần phải xảy ra, chúng ta không thể ngăn cái chết, nhưng có thể học cách đối diện và phản hồi lại với cái chết của chính mình. Các triết gia hiện sinh như là Soren Kierkegaard cũng cho rằng cái chết đem đến cơ hội để ta nghĩ về cách sống của bản thân ta sẽ chọn trải nghiệm nhiều lạc thú nhất có thể hay sống với những chuẩn mực đạo đức của bản thân hay nỗ lực để trở nên tốt đẹp hơn đến phương đông các nhà tư tưởng nho giáo ở trung quốc chủ trương sống chết có số phú quý ở trời như khổng tử đã từng nói chưa biết chuyện sống sao biết chuyện chết nho giáo quan niệm tuy đời người có hạn nhưng tu dưỡng học vấn đạo đức có thể khiến tinh thần trở nên vĩnh hằng bất tử nếu lúc sống biết nỗ lực cố gắng tối đa cho mọi việc thì cuối đời có thể ra đi một cách nhẹ nhàng thanh thản và không hối hận điều gì đạo giáo thì lại đề ra phương châm sống sống chết là do sự biến hóa của khí thuận theo lẽ tự nhiên trong tác phẩm nam hoa kinh trang tử cho rằng sống già chết sinh lão tử đều diễn ra theo tự nhiên chết chính là yên nghỉ sống hay chết là do khí tụ lại hay tan ra mà thôi Điểm tương đồng giữa Nho giáo và Đạo giáo chính là quan điểm xem nhẹ cái chết, hướng đến sự sống. Nếu không hiểu rõ bản chất của sự sống và cái chết, không suy nghĩ thấu đáo về cái chết ngay khi đang còn sống thì cũng là đang vô trách nhiệm với cái chết của chính mình. Có thể thấy, dù là triết học phương Đông hay là phương Tây thì quan niệm về cái chết vẫn được xem như là một điều tất yếu, không có gì phải sợ hãi. Trong khi đó, việc sống như thế nào mới là trọng tâm mà triết học cố gắng để đưa ra câu trả lời. Tôn giáo nói về cái chết phật giáo có quan điểm gần tương đồng với triết học về cái chết là không thể tránh khỏi và bằng cách quán niệm tức suy nghĩ tường tận và thấu hiểu về cái chết mỗi người có thể sống cuộc đời trọn vẹn bên cạnh đó phật giáo cũng cho rằng cái chết không phải là một sự kết thúc hẳn chết không phải là hết một kiếp mà là mở đầu cho một kiếp khác trong chuỗi kiếp luân hồi theo đó việc đầu thai kiếp sau như thế nào sẽ được quyết định bởi những nhân đã gieo ở các kiếp trước tương tự ấn độ giáo hình dung một vòng tròn của sự sống và cái chết khi một người được nghĩ là chết và sau đó tái sinh với một kiếp sống mới việc chuyển kiếp này có thể được xảy ra nhiều lần điều này trái ngược với quan điểm của thiên chúa giáo tôn giáo này cho rằng cái chết chỉ xảy ra một lần duy nhất nhưng điều ấy không có nghĩa là mọi thứ sẽ chấm hết sau khi chết mỗi linh hồn rời khỏi cơ thể của mình nhưng vẫn tiếp tục cuộc hành trình tâm linh những con chiên ngoan đạo những người giữ vững được niềm tin vào chúa sẽ được ban thưởng với niềm vui vĩnh cửu trên thiên đường. Còn tội nhân thì sẽ bị đẩy xuống địa ngục phải chịu nỗi đau đớn mãi mãi về sau. Ở đây mình chỉ đề cập đến những tôn giáo phổ biến ở Việt Nam, nhưng mà nhìn chung bạn có thể thấy rằng tư tưởng về việc tồn tại kiếp sau và linh hồn của con người vĩnh cửu là có thật. Yếu tố này cũng trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều tín đồ tôn giáo khi phải đối mặt với cái chết. Trước khi đi tiếp thì Spyroom có một thông tin rất quan trọng cần chia sẻ với các bạn, đó là talk show Em út của nhà nhện Spyroom mới đây đã có màn debut và sẽ là điểm dừng chân tiếp theo cho những khán giả đam mê podcast talk show sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm podcast thông qua ba show chính là society podcast dùng góc nhìn khoa học để lý giải thế giới với khách mời là những thạc sĩ tiến sĩ có tiếng trong từng màn the creator podcast đào sâu vào hành trình và bí quyết thành công ở mảnh đất làm sáng tạo và thứ ba là ở of Sweet Life nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc sống để giúp người nghe cảm thấy yêu đời hơn link dẫn đến talk show sẽ được chúng mình để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới còn bây giờ thì quay trở về với chủ đề chính ngay từ nào Người Việt quan niệm về cái chết Nghiên cứu về quan niệm về tuổi già và cái chết của người Việt qua tục ngữ trên tạp chí khoa học xã hội đã rút ra kết luận là Khi đối diện với cái chết, người Việt thường thể hiện sự bình thản, điềm tĩnh hơn là lo sợ Điều này thể hiện qua các từ ngữ được sử dụng cho các câu ca giao tục ngữ như là qua đời, về nơi chín suối, khuất núi, về cõi âm, về trời, về với đất Cách dùng từ này thể hiện thái độ của một người nắm được quy luật tự nhiên, xem cái chết chỉ là một hành trình đi ngang qua cuộc đời. Trong cuốn sách Đi tìm bản tính của người Việt, tác giả Nguyễn Kiến Giang cũng cho rằng mỗi dân tộc có một thứ vũ trụ luận riêng của mình. Từ thời cổ xưa, trong vũ trụ luận của người Việt, thời Việt Mường, chết không phải là hết, mà là chuyển từ trạng thái sống này sang trạng thái sống khác. Đó là sự khuất núi, nghĩa là vẫn ở trên mặt đất này, nhưng mà là ở bên kia núi. Theo đó, trong tâm thức người Việt, cõi âm là cõi vĩnh hằng của con người. Người ta thường nói về cõi âm mà không phải là đi sang cõi âm. Về hàm nghĩa với một sự trở về và là trở về nơi cũ. Về không chỉ là có cái gì đó tiếp nối sự sống sau cái chết mà là sự tồn tại vĩnh hằng sau khi chết. Đồng quan điểm, giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm trong cuốn sách Cơ sở văn hóa Việt Nam cũng cho rằng người Việt tin rằng con người có phần xác và phần hồn. Sau khi chết, linh hồn sẽ về nơi thế giới bên kia vì tư duy này cho nên người Việt rất bình tĩnh, yên tâm mà chờ đón cái chết. Thậm chí người Việt cổ còn coi cái chết là bắt đầu một cuộc sống mới, nên ngày sinh nhật không được quan tâm nhiều bằng ngày rỗ. Làm thế nào để có một cái chết tốt, ở good death? Chúng ta có thể thấy một điểm chung trong những tư tưởng của triết học, tôn giáo và văn hóa tín ngưỡng tại Việt Nam là cái chết không đáng sợ. Đó là quy luật tất yếu của vũ trụ. Dù vậy, không phải ai cũng có thể chấp nhận cái chết đến một cách bình tĩnh. Như cái chết là đặc biệt nếu người ấy vẫn còn trẻ tuổi hay phải qua đời vì những lý do bất đắc kỳ tử hay là bệnh hiểm nghèo. Nếu cái chết đã là điều không thể tránh khỏi, vậy câu hỏi đặt ra ở đây là liệu có yếu tố nào sẽ khiến một cái chết được xem là tốt hơn hay không? Và vì vậy, ta có thể chấp nhận cái chết đến một cách dễ dàng hơn hay không? Những người thực hành chết học có thể cho rằng bằng cách tự vấn về cuộc đời của mình, hiểu những giá trị mà mình muốn hướng đến, một người có thể chấp nhận đến cái chết nhẹ nhàng hơn. Theo đó, tâm thế đối diện với cái chết sẽ quyết định mức độ tốt hay xấu mà một người cảm thấy về cái chết của chính bản thân. Các tín đồ tôn giáo có thể xem việc tuân theo những lời dân dạy của Đức Thánh Hiền, Phật Pháp hay là Kinh Thánh như chìa khóa để đến với cái chết, với niềm tin rằng mình sẽ được đầu thai hoặc là đến thiên đường sau khi chết đi. Cái chết lúc này sẽ là cánh cửa để cuộc sống tốt đẹp hơn, và vì vậy cũng có thể xem là một cái chết tốt. Như vậy, bản chất câu hỏi về cái chết nếu theo những cách hiểu trên sẽ không phải là về một người nào đó chết thế nào mà ngược lại mà là về cách họ đã sống ra sao trong đời sống hiện tại qua cuốn sách điểm đến cuộc đời kể về câu chuyện của những người cận tử tác giả đặng hoàng giang cũng đã rút ra một nhận xét tương tự với những bệnh nhân ở giai đoạn cuối họ thường không còn sợ cái chết nữa mà thứ họ sợ nhất là những gì họ để lại như nỗi đau của người thân hay là gánh nặng về tài chính điều này giống với định nghĩa của y học về một cái chết tốt cũng bao hàm bởi những yếu tố như sau đầu tiên là không gây ra đau đớn cả về mặt tinh thần và vật lý cho người bệnh thứ hai đúng với mong muốn của người bệnh về cách thức được chữa trị nhất định thứ ba giúp người bệnh thực hiện các thực hành tâm linh của bản thân và cuối cùng giúp người bệnh hoàn thành được các nguyện vọng trong lúc sống kể cả về cách hiểu này ta cũng có thể đưa ra một nhận định tương đồng rằng chết thật sự là hết nhưng cuộc sống trước khi chết mới là điều quan trọng không nói đến khía cạnh về đau đớn trong quá trình chữa trị, vì vấn đề này ở Việt Nam vẫn còn rất nhiều hạn chế, như là khó khăn trong việc tiếp cận thuốc giảm đau morphine, hay là quyền trợ tử của bệnh nhân chưa được thông qua. Nhưng những khía cạnh khác như là về mối quan hệ với những người ở lại, hay hoàn thành nguyện vọng trong cuộc sống là những khía cạnh mà chỉ khi sống mới có thể thỏa mãn được. Vậy, khi hỏi làm sao để có một cái chết tốt, ở Good Death, ta sẽ phải quay trở lại câu hỏi về làm thế nào để có được một cuộc đời tốt đẹp. A Good Life. Hiểu về cuộc sống, điều gì tạo nên cuộc đời đáng sống, A Good Life. Như thế nào là một cuộc đời tốt đẹp là một câu hỏi rất lớn, mà mỗi trường phái triết học hay mỗi người bạn gặp đều có thể cho bạn những câu trả lời khác nhau. Qua những gì mình tìm hiểu được, có hai khía cạnh mà mình nghĩ cấu thành nên cảm nhận của một người về thế nào là cuộc sống tốt đẹp. Đó là hạnh phúc và nỗi đau. Làm thế nào để hạnh phúc? Chắc chân đời không ai là không muốn mình được hạnh phúc nhưng đâu mới là yếu tố giúp mỗi người có được hạnh phúc bền vững nhất. Theo nghiên cứu kéo dài lâu nhất về hạnh phúc, 75 năm, từ Đại học Y khoa Harvard, chất lượng các mối quan hệ chính là yếu tố hàng đầu giúp một người sống hạnh phúc. Nghiên cứu được thực hiện vào năm 1938 trên 724 người, gồm những chàng trai đến từ các gia đình khó khăn, nhiều trục trặc ở Boston và những sinh viên đại học ở Harvard. Sau đó, nghiên cứu này được tiếp tục tiến hành khi những người trên kết hôn và gần nhất là với 1.300 con cái của họ các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn định kỳ những người tham gia, yêu cầu họ điền vào bảng câu hỏi và thu thập thông tin về sức khỏe thể chất và tinh thần của họ. Kết luận được rút ra là yếu tố quan trọng nhất giúp mỗi người có một cuộc sống lâu dài và hài lòng không phải là tiền bạc, sự nổi tiếng, chỉ số thông minh hay gen, mà là chất lượng các mối quan hệ mà người ấy sở hữu. Nghiên cứu chỉ ra rằng, những cá nhân có các kết nối xã hội càng mạnh mẽ thì có tỷ lệ mắc các bệnh như tiểu đường, viêm khớp, suy giảm chức năng nhận thức hay là các tình trạng mãn tính khác càng thấp giả thuyết mà những nhà nghiên cứu trên đưa ra là những mối quan hệ tốt đẹp là cách tối ưu để giảm stress nếu có điều gì xảy ra làm bạn buồn bã bạn có thể thấy cơ thể của mình quay cuồng nhịp tim tăng cao lo âu quá mức và rơi vào trầm tư đó là khi cơ thể chuyển sang chế độ chiến hay chạy fight or fly mode hay còn được biết đến với tên gọi phản ứng căng thẳng cấp tính khoa học cũng chỉ ra những người bị cô lập hoặc có những mối quan hệ độc hại không thể thoát khỏi trạng thái chiến hay chạy vì vậy họ luôn ở trong tình trạng stress leo thang căng thẳng tăng cao dẫn đến toàn bộ cơ thể cũng trở nên cứng nhắc theo thời gian dài điều này ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ hệ thống cơ thể của họ dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe như là bệnh tim mạch đột quỵ trầm cảm bên cạnh đó có một điều đặc biệt mà nghiên cứu từ harvard cũng chỉ ra rằng mối quan hệ ở đây không chỉ dừng lại ở bạn đời gia đình mà có thể là bạn bè đồng nghiệp thậm chí là hàng xóm, người quen cũng có thể đem lại cho bạn hạnh phúc. Và các mối quan hệ này không tự nhiên đến, bạn cần học cách nuôi dưỡng các mối quan hệ của bản thân. Như vậy, cho một cuộc đời hạnh phúc và hẳn là tốt đẹp hơn. Nghiên cứu này đưa ra cho bạn một gợi ý về việc tìm thấy và nuôi dưỡng hạnh phúc ngay trong những mối quan hệ hàng ngày. Làm thế nào để vượt qua đau khổ? Trái ngược với hạnh phúc chính là đau đớn. Không ai muốn có một cuộc sống chỉ tràn ngập nỗi đau hay là buồn bã nhưng cũng không thể tồn tại một cuộc sống không có những nỗi đau nếu đã không thể trốn thoát được thì ta có thể đối diện và lựa chọn nỗi đau như thế nào để có một cuộc đời tốt đẹp hơn nỗi đau chọn bạn mark manson tác giả của cuốn sách nổi tiếng the subtle art of not giving a fuck có chia sẻ một ý tưởng thú vị như sau về nỗi đau mà mỗi người chọn để mang theo sẽ nói lên điều quan trọng hay là ý niệm về cuộc sống như ý mà người ấy muốn đạt được ý tưởng ở đây là tất cả mọi thứ bạn làm đều sẽ trở nên tồi tệ sớm hay muộn và dù thế nào bạn cũng không thể tránh khỏi việc phải đau khổ để đạt được những điều mà bạn mong muốn bạn cần phải hy sinh ở một mức độ nhất định nào đấy bạn muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng họa sĩ thiên tài tiểu thuyết gia lừng danh bạn sẽ phải sẵn sàng hy sinh hàng nghìn giờ tập luyện phải trải qua đủ cảm giác khi bị từ chối thất vọng khi những gì bạn làm không được đón nhận việc tìm ra nỗi đau mong muốn này cũng sẽ giống như là một hành trình thử nghiệm nhiều cách sống, nhiều công việc hay là nhiều mối quan hệ khác nhau. Để nhận ra đâu là nỗi đau mình sẵn sàng chịu đựng và theo đó là điều gì thật sự quan trọng với bạn. Hiểu theo cách này, nỗi đau bạn lựa chọn mang đến khía cạnh tích cực trong việc giúp bạn tiến lên phía trước và tìm ra được công việc, giá trị sống cho bản thân. Nỗi đau đời chọn cho bạn Có những nỗi đau, những hy sinh do chính bạn lựa chọn, nhưng cũng có những nỗi đau mà bạn không hề lựa chọn để chịu đựng. Đó có thể là nỗi đau khi mất đi người thân hay là mắc phải căn bệnh hiểm nghèo khi tuổi đời còn đang trẻ. Về khía cạnh này, tác giả của cuốn sách Đi tìm lẽ sống, Victor Frank đã chia sẻ cách ông vượt qua được những đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần khi phải trở thành tù nhân trong trại tập trung do Thái của Đức Quốc xã trong suốt 3 năm. Điều đặc biệt mà Frank chỉ ra là cũng giống như nỗi đau mà bạn lựa chọn để gánh lấy như ở trên, kể cả với những nỗi đau mà bạn không hề mong muốn. Việc có cho mình một mục tiêu để hướng đến cũng là cách để bạn vượt qua nỗi đau và tìm thấy niềm vui sống trong cuốn sách frank chia sẻ về những thời khắc kinh khủng nhất trong cuộc đời của mình khi ông phải lê bước trong thời tiết rét âm độ tuyết đóng vào chân với khẩu phần ăn ít ỏi chỉ gồm một mẩu bánh mì và một bát súp mỗi ngày cùng điều kiện sống vô cùng tồi tàn trong hoàn cảnh đó mục tiêu được gặp lại gia đình được tích góp những bài học trong trại tập trung để làm nền tảng cho những nghiên cứu về tâm lý học sau này được giúp đỡ những tù nhân khác hay đơn giản là được tiếp tục nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên đã giữ cho Frank tiếp tục sống. Theo tác giả, bằng cách nhìn trực diện vào nỗi đau và tìm cách hướng đến những mục tiêu vượt lên trên nỗi đau ấy, mỗi người có thể tìm ra ý nghĩa cuộc sống của chính mình. Một điều thú vị mà Frank cũng nhận ra là ý nghĩa cuộc sống chỉ mang tính tương đối và được hình thành thông qua những trải nghiệm hàng ngày của chúng ta. Theo đó, nỗi đau càng lớn thì niềm vui sướng khi chấm dứt hay chỉ tạm thời rời xa nỗi đau ấy lại càng có ý nghĩa hơn với Frank ý nghĩa cuộc sống cũng có thể hiện diện trong những khoảnh khắc khi ông được nghỉ ăn trưa, được trở về trại đi ngủ, được thấy cảnh hoàng hôn trên núi tuyết sau khi hoàn thành cả việc. Theo đó cách mỗi người đối diện và chống chọi với nỗi đau dù hướng đến những mục tiêu to lớn hay là mục tiêu nhỏ bé cũng sẽ là một lời dẫn để người đấy tìm thấy được ý nghĩa cuộc sống và vì vậy là cả niềm hạnh phúc khi được sống. Nói về nỗi đau có một đoạn trích trong sách mà mình rất thích như sau chúng ta hãy ngừng hỏi về ý nghĩa cuộc sống mà thay vào đó nên nghĩ về chúng ta như những người đang bị cuộc sống chất vấn hàng ngày hàng giờ cuộc sống của chúng ta rốt cuộc là trách nhiệm tìm ra câu trả lời thích hợp cho các vấn đề mà cuộc đời đặt ra và thực hiện các nhiệm vụ mà nó không ngừng giao phó hiểu theo cách này nỗi đau kể cả bạn được chọn hay là được chọn cho cũng luôn đong chứa những cái cơ hội để bạn giải mã về mục tiêu sống và những giá trị mà bạn chân quý trong cuộc đời vì vậy bằng cách chào đón nỗi đau, bạn cũng có thể kiến tạo nên một cuộc đời đáng sống cho chính bản thân mình. Không thể nói về cái chết mà không nói về sự sống. Khi nói về sự sống, ta cũng phải nói về hạnh phúc, niềm vui nhiều như là khi ta nói về nỗi đau. Cuộc sống này đầy dậy những mâu thuẫn, nhưng chính nhờ những cái sự mâu thuẫn đấy, chúng ta mới có cơ hội để soi chiếu bản thân trọn vẹn nhất. Hành trang để đến với cái chết tốt là hiểu về cuộc đời tốt đẹp mà bạn đang muốn hướng đến. Và hành trang để hiểu cuộc đời là hiểu về hạnh phúc và nỗi đau Để có cho mình tâm thế tự do đón nhận mọi điều mà cuộc sống này đem đến Và tự do để chọn cách mà bản thân muốn hướng về Bạn nghĩ sao về quan điểm của tác giả? Theo bạn, thế nào là một cái chết tốt và thế nào là một cuộc đời tốt đẹp? Có những khía cạnh nào về cuộc sống và cái chết mà bạn muốn chia sẻ thêm cùng Spider Room không? Hãy bình luận cho chúng mình biết ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại bạn trong lần sau nha. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!